Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Và lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý anh chị và các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay em Lợi xin review giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc Hyundai Santa Fe sản xuất 2015, số tự động, bán đủ hai cầu, máy xăng, xe màu trắng khá là đẹp đây quý anh chị ạ. Toàn bộ xe thì về các cái phần thân vỏ thì bên em Lợi cũng đã kiểm tra, cam kết với quý anh chị là 100% là nguyên bản, không có đâm xô biến dạng ô tô, vừa kính vừa đèn, máy số là nguyên zin. Toàn bộ an ninh pháp lý thì rút hồ sơ cho quý anh chị nào có nhu cầu rút hồ sơ ở tỉnh. Xe thì đăng ký biển Hà Nội 30A62599. Đây là cái phần đầu của chiếc xe. Toàn bộ phần đầu xe thì đèn bi xi lông khá là sáng và mặt ca lăng mạ chrome nguyên zin từ đầu. Đấy. Toàn bộ đèn pha rất chi là đẹp, đèn led ban ngày của chiếc xe. Đấy. Xe thì cabo sơn zin. Đấy. Xe trang bị khá là nhiều đồ chơi với cái thương hiệu của Hyundai Santa Fe thì quý anh chị biết rồi. Đi thì cực kỳ đầm và xe nhập nên thì chắc chắn độ cách âm thì cực kỳ tốt. Toàn bộ xe thì bên em Lợi bán cam kết bằng văn bản bảo hành cho quý anh chị. Tổng thể xe thì sơn zin còn đến 95%. Đây là toàn bộ cái phần liên sườn bên phụ của chiếc xe. Với chiếc xe mà liên sườn đường gân rất là căng. Và đầu xe và cuối xe toàn bộ sơn zin theo xe. Tất cả không bị lệch màu. Chất xe thì khá là đẹp. Quý khách hàng nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ. Các bác ấn chuông theo dõi thì sẽ cập nhật sớm nhất các dòng xe bên em Lợi về theo 5 tháng. Bên em Lợi cũng nhận mua bán trao đổi tất cả các dòng xe ô tô trên mọi miền Tổ quốc. Nếu quý khách hàng nào mà có nhu cầu bán xe, nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265090. Hoặc các bác có thể qua địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 948 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Đây là cái phần đèn hậu của chiếc xe, hai bên đèn hậu thì khá là đều màu nhau. Và xe được trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ hết rồi. Đấy, tất cả xe liên sườn xung quanh xe thì khá là đẹp đây. Từ các cái tay nắm cửa đến khe hở cánh cửa khá là đều nhau. Toàn bộ kính đèn thì zin theo xe. Tất cả của hàng Hyundai. Xe được trang bị xin nhan trên gương, gương gập điện. Đấy. Các cái phần kính, thông số kính thì đều của Hyundai. Và số khung, số máy trên thông số xe, cửa sổ trời toàn cảnh. Đấy. Cửa sổ trời, cửa sổ nóc của chiếc xe này toàn cảnh. Đấy, rất chỉ là dài. Toàn bộ xe là bản đủ nha quý anh chị nhá. Phiên bản đủ. Lốp của chiếc xe đây, toàn bộ lốp và la răng phay, lốp Michelin. Đấy. Gân lốp thì khá là dày. Đấy. Toàn bộ xe từ cu lốp đến lốp rất chỉnh chu và đẹp. Đấy. Các cái khe hở của ba đợt sốc này đều nhau theo thời gian. Và toàn bộ tôn vỏ khá là mỏng, không có bả tít. Đường gân xe rất chỉ là đều và đẹp. Từ các cái núm nhựa của chiếc xe đây, núm nhựa này rất chi là đều và mới. Liên sườn cánh cửa của chiếc xe và đèn pha. Mặt ca lăng cabo, kính lái không có dấu hiệu bị rạn nứt gì, toàn bộ kính lái zin. Đây, xe chỉ có một số điểm trầy xước khá là bé ở cái phần ba đời sốc đây, toàn bộ cái phần ba đời sốc đây. Điểm trầy xước này thì sau 2 hôm nữa thì em Lợi sẽ cho sơn lại và đánh bóng lại toàn bộ cái điểm trầy xước đấy. Đường gân cabo rất là căng và mới. Đấy, tất cả các cái phần lốp lắp 5 quả đều như nhau. Với cái phần xe lốp mà toàn bộ bác chủ đầu tư một dàn Michelin chạy khá là êm. Bậc lên xuống và babule bên sườn của chiếc xe này khá là mới và đẹp. Gân xe đấy.
Xe Santa Fe được trang bị chìa khóa thông minh và khóa vân tay. Đấy, toàn bộ khóa vân tay đang hoạt động khá là tốt này. Đấy, đèn xin nhan gương toàn bộ đều đang hoạt động cực kỳ tốt. Lốp phía sau của chiếc xe đây, toàn bộ lốp phía sau là Michelin, lốp rất chi là dày, la răng phay, đèn hậu sau thì được giải đèn led. Đó, đèn led toàn bộ đèn không bị vào nước và rất chi là chắc chắn, đồ xịn theo xe từ đầu. 4VGD biểu tượng hai cầu. Xe có bô của xả, ống xả của chiếc xe khá là sáng và đẹp. Chất xe chạy ít nên là có bô của xả cực kỳ sáng. Đây, cảm biến lùi của chiếc xe đều còn hoạt động khá là tốt. Và đây là camera lùi. Đấy, camera lùi của chiếc xe này. Toàn bộ gạt mưa sau. Rồi cái phần hông xe bên sườn xe bên lái này khá là mới và đẹp. Với chiếc Hyundai Santa Fe 2015 này thì được trang bị cốp điện. Đây là chìa khóa thông minh, còn đủ hai chìa khóa quý anh chị nhá. Đấy, chìa khóa của Hyundai zin từ đầu. Và đây em ấn nút cốp sau. Toàn bộ đèn báo và cốp điện. Đấy, cốp điện đang hoạt động khá là tốt đấy. Toàn bộ về cái phần cốp điện này, ấn nút cốp điện đấy, toàn bộ nút cốp điện, chạy sàn và sàn nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh này quý anh chị này, sổ trời toàn cảnh bản full bản đủ quý anh chị nhá. Xe được trang bị 12 bóng khí này, phía sau đấy cũng có bóng khí an toàn cho người hàng ghế phía sau. Đấy, toàn bộ hai bên thành của chiếc xe thì khá là đẹp. Tất cả các cái phần ốc cột này, tem mác cột, sơn zin toàn bộ, ốc cốp sau là nguyên bản. Đây, em ấn cốp điện cho quý anh chị xem này. Toàn bộ cốp điện. Rất khít và toàn bộ cốp sau thì nguyên bản từ đầu. Đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe. Về phần nội thất bên trong thì được trang bị ghế da màu đen. Toàn bộ 4 táp ly cánh cửa thì cam kết với quý anh chị là nguyên zin. Táp ly cánh cửa khá là đẹp và toàn bộ các cái phần chỉ là nguyên bản hết từ đầu. Đây là cái phần chỉ cánh cửa là nguyên zin này. Đấy, từ các cái vân tay này và các cái biểu tượng mạ chrome tay nắm cánh cửa da zin từ đầu. Đặc biệt là các cái thông số kính thì đều của hãng Hyundai. Đấy, móc khóa tay nắm chìa khóa này khá là đẹp và nguyên thủy từ đầu. Xe được trang bị hai ghế điện nha quý anh chị nhá, nội thất ghế da màu đen. Đấy, ghế bên phụ cũng là ghế điện này, toàn bộ ghế điện. Và xe trang bị màn hình. Đấy, màn hình này, vô lăng tích hợp, toàn bộ vô lăng tích hợp khá là đẹp và vô lăng nguyên thủy từ đầu. Để start top chìa khóa thông minh này. Đấy, đây là cái phần củ số của chiếc xe, hộp số tự động. Đấy, toàn bộ củ số sấy ghế hai bên, sấy ghế này hai bên này và phanh tay điện tử nhé. Toàn bộ xe thì em Lợi đã kiểm tra đường gân ghế, ghế da zin theo xe rất chi là dày, từ các cái tì tay là nguyên bản từ đầu. Cửa sổ trời toàn cảnh trần nỉ khá là đẹp. Đấy, nội thất khung gầm nội thất đây, từ các cái phần ốc cột, tem mác cột là nguyên zin. Đấy, cam kết với quý chị từng con ốc luôn. Bên em Lợi là khẳng định không làm xe lỗi, không làm xe tai nạn ngập nước, máy số là nguyên bản. Đây là cái phần tay nắm táp ly cánh cửa của chiếc xe, toàn bộ chỉ cánh cửa là nguyên bản. 4 cánh cửa là em Lợi chỉ kiểm tra chỉ zin hết, và cốp trước cốp sau cũng nguyên bản từ đầu.
Nội thất ghế phía sau thì cực kỳ mới và đẹp. Trần tắp ly, bóng khí, củ số, điều hòa tự động, vô lăng củ số này, các cái nút phím bấm tích hợp vô lăng rất rõ nét và tích hợp điện thoại. Đặc biệt là hai cái núm quầy của bên trên bóng khí không có dấu hiệu bị mòn. Tất cả vô lăng của chiếc xe Santa Fe 2015 sau 7 năm sử dụng còn nguyên bản nguyên zin hết từ đầu. Màn hình, nhớ ghế, xe được trang bị nhớ ghế, gương kính điện. Bốn tắp ly cánh cửa là nguyên bản và rất chi là đẹp. Đây là cái cánh cửa lái của chiếc xe, từ các cái tì tay này, gương gập điện này, chỉnh gương này, lên xuống kính điện này, khá là đẹp. Móc khóa mạ chrome sáng đều đẹp. Ấn step nhớ ghế hai vị trí toàn bộ là nguyên zin. Nội thất của chiếc xe thì đánh giá là khá là đẹp và nguyên thủy từ đầu quý anh chị ạ. Vô lăng da, gương cam hành trình được trang bị đầy đủ hết, cam hành trình, màn hình cam lùi. Vâng, và sau đây em lại quay về phần đầu và phần máy cho quý anh chị xem đây. Toàn bộ cái phần đầu của chiếc xe thì em lại vừa lấy về chưa dọn vệ sinh. Đang còn một số cái đất bụi và lá thì những gốc cây nó còn bám đây. Nhưng mà được cái chất máy và chất cabo toàn bộ là nguyên zin. Ốc chưa tháo lắp, chỉ cabo là nguyên zin. Và các cái phần chống nóng của cái cabo này khá là đẹp và mới. Đấy. Cabo toàn bộ là zin từ đầu. Ốc khóa nguyên bản hết. Toàn bộ cái phần đầu của chiếc xe là nguyên zin. Tem mác của các cái két nước này, tem mác răng này, đều là nguyên bản của Hyundai. Và cái ắc quy này thì ni lông còn nguyên này. Đấy, cái chất xe nó mới thì nó hầu như là nó còn đẹp. Từ các cái ốc đèn đây, ốc đèn là chưa tháo lắp là quý anh chị này. Đấy, ốc đèn còn khá là mới và đẹp. Máy đây, quay trực tiếp cho quý anh chị xem về cái chất máy này. Ốc chân máy này khá là đẹp. Tổng thể sơn đánh dấu 7 màu của nhà máy còn nguyên. Từng cái phần ốc của chiếc xe thì sau 2 hôm nữa thì em lại sẽ cho dọn vệ sinh. Tổng thể này, các cái quay nhê nước này nguyên zin. Về cái phần máy và hộp số thì quý anh chị cũng yên tâm, chất máy hộp số cực kỳ đẹp. Đây em lợi sẽ để nổ cho quý anh chị nghe với cái tiếng động cơ Hyundai Santa Fe. Đấy, toàn bộ động cơ ấn phát nổ ngay. Đấy, toàn bộ đèn báo không còn gì, chỉ còn đèn báo mở cửa, báo gần hết xăng này, màu vàng này, báo chưa đóng cửa này và báo thắt dây an toàn. Còn đâu là không có đèn báo gì. Audio của chiếc xe là 8,9 vạn. Đấy, toàn bộ quay mộc mạc luôn cho quý chị xem. Bốn cánh cửa mở. Đấy, toàn bộ xe nội thất, động cơ, động cơ thì đang hoạt động đây, máy chạy khá là êm, không rung lắc gì nha quý chị nhá.
Vâng, vừa rồi ông Lợi vừa giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất 2015, số tự động, bán đủ 2 cầu. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với ông Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Xin chào và gặp lại quý vị các bạn.